Cách đây vài tháng, mình đã chia sẻ clip 6 bước làm YouTube view ngoại kiếm 1 tháng 1 tỷ đồng. Video đó mang về cho khổ chủ không ít comment gạch đá. Chẳng hạn, kiếm tiền kiểu này thì tương lai đất nước đi xuống ghê lắm, trong khi các công ty ngành nghề sản xuất thì không ai làm hoặc đang làm, khi nghe kiếm tiền từ mạng xã hội họ cũng kiếm cớ nghỉ ngang. Quả thực những comment kiểu này vượt qua sức tưởng tượng nghèo nàn của mình, anh chị em hãy bình luận ở dưới xem mình phải trả lời sao cho truất nhất nhé. Nhưng nhìn chung, ngoài một ít comment khó hiểu ra, đại đa số phản hồi của creator về video này rất tích cực. Nhiều người thậm chí còn cho rằng vũ trụ đã mở lối cho sự nghiệp sáng tạo của họ trên YouTube. Nếu chưa xem clip này, anh chị em có thể tham khảo theo link mình sẽ để ở trong phần mô tả. Trong video đó, chúng ta thấy rằng nếu chuyển hướng sang làm view ngoại thì giờ đây, với cùng một khối lượng công việc, doanh thu từ mỗi video có thể cao gấp 5 đến 7 lần so với view Việt Nam. Sự phát triển vượt bậc của công nghệ đã giúp phá bỏ những rào cản như ngôn ngữ, văn hóa, tập quán, tạo điều kiện cho creator Việt cạnh tranh bình đẳng với nhà sáng tạo trên khắp năm châu. Thay vì chỉ hướng tới 100 triệu khán giả nội địa, ngay lúc này đây, creator đã có thể dễ dàng ngồi yên một chỗ rung đùi mà phục vụ 7 tỷ khán giả trên khắp thế giới. Tuy nhiên, sau khi xem xong clip, nhiều creator vẫn còn một thắc mắc muôn thuở. Vậy túm lại nên chọn chủ đề gì để bắt đầu con đường nhiều niềm vui và vinh quang nhưng cũng chẳng thiếu mồ hôi và nước mắt này? Để trả lời cho câu hỏi đó, trong video lần này mình sẽ tiếp tục giới thiệu một số chủ đề vàng đang kiếm tiền tỷ trên YouTube. Gọi là chủ đề vàng bởi đây chính là những chủ đề phổ biến nhất, không những đáp ứng số lượng cầu, nghĩa là có số lượng khán giả lớn, lại dễ dàng đáp ứng về nguồn cung, nghĩa là rất phù hợp với điều kiện địa lý kinh tế Việt Nam. Điểm chung dễ nhận thấy nhất là các chủ đề này đều đi theo hướng phim câm, nghĩa là không có thoại, lấy âm thanh thực tế để giảm thiểu những khó khăn về hàng rào ngôn ngữ. Trong số 6 chủ đề lớn này, chủ đề cuối cùng có lẽ sẽ chính là chân ái để đa phần creator Việt Nam bắt đầu với hành trình chinh phục view ngoại đấy. Cooking. Chủ đề thường thấy nhất luôn nằm trong lựa chọn hàng đầu của creator chắc chắn là cooking, nấu ăn, ẩm thực. Trên YouTube có rất nhiều chủ đề mà trước khi bắt tay vào làm phải khảo sát kỹ xem lượng khán giả có đủ lớn hay không. Nhưng riêng nấu ăn thì khỏi lo, bởi chẳng ai có thể hít thở khí trời mà sống cả. Trên đời ai mà lại không có nhu cầu ăn uống. Nếu đủ hay, đủ hấp dẫn, video của bạn hoàn toàn có tiềm năng tiếp cận với tất cả 7 tỷ người trên thế giới. Thế nhưng cũng đừng quá ngây thơ khi nghĩ rằng như vậy là chúng ta có thể bỏ qua hoàn toàn việc khảo sát trước khi bắt đầu. Bởi vì tuy lượng cầu nhiều nhưng lượng cung cũng không phải là ít. Bằng chứng rõ ràng nhất mà nhiều creator trong chủ đề này thấy rất rõ là tỷ lệ nhấp chuột thường thấp hơn hẳn so với mức trung bình trên toàn bộ nền tảng. Khi mới bước chân vào YouTube, với một số ít hiếm hoi creator thiên tài trời phú đã có sẵn một kỹ năng lõi nào đó như cưỡi ngựa bắn súng nhảy đầm, thì tất nhiên họ sẽ chọn làm chủ đề theo kỹ năng lõi mà họ có. Còn nếu không có kỹ năng lõi, thì cứ 10 người ắt sẽ có 7 đến 8 người chọn chủ đề nấu ăn. Đơn giản vì đó là kỹ năng ai cũng biết, hoặc có thể nhanh chóng học được ở một mức độ nào đấy. Thậm chí nhiều người còn cho rằng kể cả nấu dở một chút nhưng nếu quay và dựng đẹp thì khán giả vẫn muốn xem vì họ đâu có được trực tiếp nếm món mình nấu đâu mà sợ. Vì vậy hãy cân nhắc kỹ trước khi bước chân vào chủ đề này. Hãy đảm bảo rằng bạn có thể tạo ra sự khác biệt cho kênh của mình hoặc ít nhất cũng phải lựa chọn được một ngách nhỏ mà mình có lợi thế tự nhiên, lợi thế cạnh tranh cao nhất. Một số ngách khá trendy thời thượng trong chủ đề này gồm có miniature cooking, outdoor cooking hoặc ASMR cooking. Thậm chí nếu bạn không muốn trực tiếp đứng bếp thì có thể thử sức với street cooking, ẩm thực đường phố, cũng là một đặc trưng rất riêng biệt của văn hóa ẩm thực Việt. Gardening, làm vườn. Bên cạnh cooking, gardening, làm vườn cũng là một chủ đề hấp dẫn bởi số vốn đầu tư ban đầu không quá lớn như nhiều chủ đề khác. Nếu bạn sống ở thành phố, không có vườn, thậm chí có thể triển khai chủ đề này ngay trên ban công căn hộ chung cư mình đang ở. Những người theo trường phái video nghệ thuật cả ở Việt Nam và trên thế giới có lẽ không ai không biết tới Hơ 86m2. Giờ đây Hơ 86m2 đã nổi tiếng và làm video về rất nhiều chủ đề khác nhau. Nhưng những video thành công đầu tiên chính là những clip chia sẻ về vườn rau trên ban công của Thủy.
Một điểm hạn chế của chủ đề làm vườn là thời gian ra video có thể lâu hơn so với các chủ đề khác. Quá trình từ khi gieo trồng, chăm sóc đến khi thu hoạch mỗi loại cây thường kéo dài từ vài tháng cho tới vài năm. Có lần, một creator làm vườn tâm sự với mình, nhiều khi biết một loại cây nào đó đang nhiều view mà chờ mốc mỏ cho đến ngày ra hoa kết trái thì lại hết trend mất rồi. Ngược lại, nhược điểm này cũng có thể biến thành lợi thế. Hãy chăm chút kỹ lưỡng cho footage trong từng giai đoạn nhỏ quá trình phát triển của cây, bởi vì chính sự thay đổi, lột xác, transformation qua thời gian dài luôn là điều làm cho khán giả phấn khích. Đồng thời, đừng tự đóng khung mình chỉ trong đề tài trồng cây. Tất cả mọi đề tài râu ria khác liên quan đến việc làm vườn đều có thể hấp dẫn với nhóm đối tượng khán giả này. Điển hình như cách làm phân bón bằng cỏ vụn. Biện pháp xử lý rệp và kiến. Biện pháp trồng cây độc đáo từ các sản phẩm tái chế. Vân vân và vân vân. Woodworking. Khoảng 2-3 năm trở lại đây, khá nhiều kênh Việt Nam đã đạt được những thành công rực rỡ với chủ đề sáng tạo từ gỗ. Thành công đó có được một phần do họ đã kết hợp được chủ đề gỗ với một chủ đề cũng rất lớn khác là xe hơi để tạo ra một ngách riêng chưa từng xuất hiện trên YouTube. Việc kết hợp hai chủ đề để tạo ra một ngách riêng là một kỹ thuật khá phổ biến được nhiều kênh lớn áp dụng, chẳng hạn Miniature Cooking chính là sự kết hợp nấu ăn và miniature, hoặc như gần đây nhất là kết hợp của Minecraft với Skibidi Toilet. Kỹ thuật kết hợp để tạo ngách đã được phân tích kỹ trong clip này, bạn có thể tìm xem thêm theo link ở trong phần mô tả. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, ngoài việc tạo ngách riêng như thế, sự thành công của họ cũng là phản ánh trực tiếp về kỹ năng thượng thừa của nghề mộc Việt Nam. Từ hàng trăm năm nay, những làng gỗ cổ truyền như Đồng Kỵ, Tràng Sơn, Vạn Điểm không chỉ làm nhà, chạm khắc kiến trúc mà còn giỏi tạo tác đồ gỗ cao cấp và điêu khắc gỗ các loại. Khác với các nước châu Á, ở các quốc gia phát triển phương Tây như Mỹ, Canada, hầu hết nhà cửa đều được xây bằng gỗ. Các sản phẩm đồ mộc trong đời sống, từ bình dân rẻ tiền đến những vật dụng handmade sang trọng đều rất được ưa chuộng. Vì vậy, khán giả các nước này đặc biệt quan tâm đến các video thuộc chủ đề gỗ. Điều thú vị là nếu trong thời kỳ đầu của YouTube, chủ đề mộc thiên về DIY, hướng dẫn, cách làm, thì giờ đây creator thường đặc tả chi tiết từng khâu trong quá trình làm ra sản phẩm. Nhất là những khâu xem đã mắt như tiện một cây gỗ to, hoặc ghép một mối nối phức tạp. Nói cách khác, xu hướng của các clip này đi xa dần giá trị thông tin hướng dẫn và ngày càng hướng về giải trí, thỏa mãn giác quan nghe và nhìn của khán giả là chính. Đây là điều mấu chốt cần hết sức lưu ý khi quyết định dấn thân vào chủ đề sáng tạo với nghề mộc. Construction, xây dựng, nhà cửa. Tương tự như gỗ, chủ đề xây dựng nhà cửa cũng là một trong những chủ đề rất được khán giả phương Tây ưa chuộng. Các ngách của chủ đề xây dựng cực kỳ đa dạng, trải dài từ những ngách có chi phí đầu tư không quá lớn như sáng tạo với xi măng, vẽ tranh tường, cho đến những chủ đề cần cả team, chi phí không hề nhỏ như làm nhà, kiến trúc, nội thất. Để giảm bớt vốn đầu tư, nhiều team quay về sử dụng những nguyên vật liệu tại chỗ, chẳng hạn làm nhà bằng tre. Có thể nói tre là một trong những nguyên liệu phổ biến nhất, là quốc hồn quốc túy của văn hóa dân tộc Việt. Thú vị hơn, chính việc sử dụng những nguyên vật liệu sẵn có tại địa phương lại khiến cho video của creator Việt Nam độc đáo, khác biệt và làm giảm sự cạnh tranh từ các nước khác. Đây chính là nguyên tắc đã được phân tích rất kỹ trong video lần trước, tận dụng unfair advantage, lợi dụng những ưu thế đặc biệt chỉ riêng mình hoặc địa phương của mình có để tạo ra được nhiều video với chi phí thấp. Chỉ có như thế, creator mới có thể theo đuổi nghề một cách lâu dài và bền vững. Có một sự tương phản không nhỏ trong thị hiếu của khán giả mà chúng ta cần lưu ý. Nếu khán giả Việt Nam thích xem về mức độ hoành tráng, sang trọng, xa xỉ của một ngôi nhà, thì khán giả phương Tây không có quan trọng về điều đó. Điều họ quan tâm hơn là process, là từng bước quá trình cất và dựng một ngôi nhà từ A đến Z. Đặc biệt là khi nó được tự làm bởi một cá nhân, tốt nhất là ở một nơi làng quê hoặc ở trong rừng sâu, xa những nơi thành phố văn minh hiện đại. Các loại máy móc cơ giới hạng nặng được hạn chế đến mức tối thiểu. Các công đoạn làm thủ công bằng tay được khắc họa đến mức tối đa, không chỉ giúp kéo dài thời gian xem cho video mà cũng chính là thỏa mãn nhu cầu xem cho đã mắt của khán giả.
DIY, Do It Yourself. Điểm khác biệt lớn nhất khiến YouTube có sức hút với khán giả hiện đại chính là tính chân thực, là cái chất đời sống, người thật việc thật mà media truyền thống không thể có được. Có lẽ đó chính là lý do mà DIY, Do It Yourself là một trong những chủ đề evergreen, nghĩa là view bền vững nhất suốt từ khi YouTube mới ra đời bởi giá trị hữu ích và tính chất thực tế của nó. Một trong những kênh lớn nhất trong chủ đề này là 5 Minutes Crafts. Tính đến thời điểm này, 5 Minutes Crafts đã kiếm được gần 100 triệu người theo dõi và liên tục đứng top đầu trong những kênh nhiều view nhất thế giới. Đối với các bạn trẻ năng động, khéo tay hay làm, DIY chính là dòng video phù hợp và dễ thực hiện nhất. Storytelling trong các video này rất đơn giản và trực tiếp, không cần có thoại, không cần vắt óc nghĩ ra đủ các kiểu drama để câu view. DIY có thể khai thác trên rất nhiều đề tài khác nhau, từ những kỹ năng đơn giản như cắt dán thủ công cho đến các ngành nghề phức tạp như điện, hàn, bơm nước, cơ khí, v.v. Format sử dụng trong video cũng rất đa dạng, từ những video thiết thực cho khán giả như life hacks, mẹo vặt cuộc sống, đến những dự án xinh xắn dễ thương như đập thủy điện mini, và cả những thí nghiệm khoa học vô thưởng vô phạt nhưng vô nhộn mang lại tiếng cười cho khán giả. Chữ khoa học ở đây để trong ngoặc kép và phải nhấn mạnh yếu tố vô thưởng vô phạt. Lý do cũng tương tự như đã nói ở các chủ đề trên là xu hướng của YouTube càng ngày càng xa rời giá trị hướng dẫn mà chủ yếu để cho khán giả xem cho đã mắt. Những người thực sự khéo tay hay làm thì họ lại quá bận rộn, đâu có quẩn mà ngồi nhà cày view cho bạn. Chỉ khi hướng tới giá trị giải trí thì video mới có tiềm năng tiếp cận đến một lượng lớn khán giả đại chúng, đảm bảo số lượng view và doanh thu cho nhà sáng tạo. Nếu creator không thực sự tháo vát nhưng vẫn muốn bước chân vào chủ đề này, có thể khám phá ngách chủ đề process, quá trình sản xuất. Trong ngách này, creator tìm đến các nghệ nhân, các hộ gia đình, các xưởng nhỏ hoặc thậm chí nếu điều kiện quan hệ cho phép là các nhà máy phân xưởng sản xuất để quay lại quá trình làm ra sản phẩm của họ thật tỉ mỉ và đẹp mắt. Ngách này tuy cùng đối tượng người xem nhưng giờ đây style video đã khác rất xa so với DIY thời kỳ đầu. Sự lặp đi lặp lại trên số lượng lớn đã tạo ra style giá trị riêng, hút mắt, hút hồn của khán giả đại chúng. Farming. Trong các phần trước, video đã đi qua 5 chủ đề lớn nhất, cũng chính là những nghề nghiệp, kỹ năng lõi rất phổ biến, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội Việt Nam. Nhưng nếu sống ở miền quê, miền núi và có một khu vườn tương đối lớn, bạn có thể mạnh dạn hướng tới một chủ đề bao gồm tất cả các chủ đề vừa nói ở trên, đó chính là farming, làm trang trại. Đây có lẽ là chủ đề mà creator Việt Nam có lợi thế cạnh tranh cao nhất, bởi lẽ chúng ta có một bề dày hơn 6.000 năm kiến thức kinh nghiệm từ nền văn minh lúa nước. Các kênh làm chủ đề trang trại có rất nhiều đề tài đa dạng để làm phim xoay quanh những kỹ thuật nông nghiệp vừa cổ xưa lại vừa độc đáo. Làm vườn, thu hoạch hoa quả, nấu ăn, bảo quản nông sản, làm nhà và nhiều hoạt động đặc trưng sống động khác như săn bắt hái lượm mà nhiều nước trên thế giới không có. Đặc biệt hơn nữa, những kỹ thuật nông nghiệp cổ truyền này cũng rất bền vững, thân thiện với môi trường, làm cho video trang trại trendy hơn, phù hợp với thị hiếu khán giả của các nước phát triển thời kỳ hậu công nghiệp. Bối cảnh làm phim chính là một trong những lợi thế lớn của chủ đề trang trại. Ở các chủ đề khác, creator phải dàn dựng, phải edit, kéo màu rất kỹ để ra được cái chất, cái style đặc trưng cho riêng video của mình. Nhưng đối với farming, mọi chuyện trở nên đơn giản hơn nhiều. Về mặt âm thanh, chỉ cần thu được thật sắc nét âm thanh thực tế, những tiếng chim hót líu lo, tiếng suối chảy bên hiên nhà, tiếng chợ búa miền quê. Về hình ảnh, chính bản thân khung cảnh thôn quê đã đủ tạo nên cái hồn cho storytelling, cho phong cách kể chuyện của nhà sáng tạo. Chỉ cần đảm bảo mỗi cảnh quay đều có đủ toàn, trung, cận. Mỗi bối cảnh nên quay có toàn, trung, cận. Toàn là nhân vật đang ở đâu, trung là nhân vật đó đang làm gì và cận là làm như thế nào, toàn, trung, cận. Cứ như vậy thì chúng ta lặp đi lặp lại với công thức này cho những cái bối cảnh khác, quay ở những cái góc khác, lặp đi lặp lại. Đời sống ở các nước phương Tây bước sang thời kỳ hậu công nghiệp, kết thúc xã hội trọng vật chất. Họ càng ngày càng quan tâm hơn đến việc nâng cao đời sống tinh thần. Chính những video trang trại theo style chữa lành đã đánh thức những cảm xúc bản năng, mang lại sự bình yên, ngọt ngào, xa xưa để khán giả tái tạo lại năng lượng giữa cuộc sống ngày càng ồn ào,
và cuồng nhiệt. Nếu muốn làm YouTube, đặc biệt là view ngoại, bạn có thể tham khảo thêm cơ hội hợp tác và nhận support trực tiếp của mình. Thông tin sẽ để ở trong phần mô tả. Với lợi thế là một kiều bào sống ở hải ngoại, mình cũng có thể hỗ trợ các bạn khai thác kiếm tiền từ chính content của bạn trên Facebook. Hẹn gặp lại anh chị em trong các video tiếp theo của Việt Creators.